Mà cười lên coi, có hai đồng tiền đúng không? Ui, đây nè, đồng tiền của bác chị. Á ghê luôn á. Đổ tay là đổ tay Phật nữa. Chú cho con đi theo hai chú làm YouTuber giúp người như hai chú vậy á. Để mốt con có gì con làm y như từ thiện mà con làm giúp giúp người. Nghĩa là còn mệt hơn là mấy bà bầu luôn á. Nó cứ thượng lên tới đây nè. Là giờ đang mệt luôn. Nó cứ ép ngay cái tim. Thở không nổi. Nói chuyện không có ra tiếng. 18 19 20. Mệt quá. Đứt hơi còn thấy không? Đã không? Xong rồi đó. Quá rồi đó. Nhảy rồi. Nhảy luôn à? Trời ơi. Quá đạo. Mến chào cô bác anh chị, hiện tại thì đang có mặt tại phường 6 của thành phố Bến Tre. Thì ngày hôm nay đang dắt cô bác anh chị đến thăm một cái hoàn cảnh, đó là hoàn cảnh của chị Hương. Chị Hương thì có hai người con, cô bác anh chị. Thì ba mẹ con thì công việc hàng ngày là đi bán giấy số. Người con lớn là bé trai, tên là Thành Nhân, 12 tuổi. Còn bé nhỏ thì mới có 1 tuổi mấy, cô bác anh chị, là bé gái. Thì hai bé này đều bị cha bỏ hết. Và chồng của chị Hương đã bỏ từ khá là lâu, cô bác anh chị. Và giống như là không có thương tiếc gì hết. Và cũng không có liên lạc gì với lại chị Hương hết. Hôm nay anh em mình quay trở lại đây thăm vì có sự trợ duyên của Mạnh Thường Quân. Anh em mình sẽ mua cho chị một cái chiếc xe nâu nhỏ để cho chị có thể là đẩy cái em bé nhỏ để mà đi bán giấy số, cô bác anh chị. Và mình sẽ đóng trước cho chị Hương là 2 tháng tiền trọ. Thì bây giờ là đang mời cô bác anh chị cùng anh em mình vào bên trong. Ở đây là cái đoạn hẻm nhỏ mà đi vô nhà của chị Hương này, cô bác anh chị. Một cái khu xóm trọ cũng khá là đông đúc của cô bác anh chị. Có chị Hương ở nhà nè. Em chào chị nha. Chào con nha. Chào con gái nha. Rồi ba mẹ con này, cô bác anh chị. Rồi cho phép tụi em vô nhà nha chị. Mẹ anh ngồi sao cho nó rộng rộng ta. Bữa nay thấy nhà mình nóng quá ta. Mấy bữa nay nóng nắng hả chị? Dạ nắng quá nóng. Chị nhớ tụi em không? Nhớ. Nhớ hả? Mấy hôm trước tụi em có xuống thăm và chia sẻ hoàn cảnh của chị lên đó. Dạ. Dạ, thì bữa giờ không biết sức khỏe của mình sao ha? Dạ, mệt. Mệt hả? Dạ. Vẫn còn mệt hoài do cái bú nó hành phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi bữa nay tụi em xuống đó là mang đến cho mình một cái tin rất là vui. Dạ. Vì mình đã được Mạnh Thường Quân hỗ trợ là mua cho bé một cái chiếc xe nôi. Dạ. Để mà chị đi bán giấy số á. Dạ. Chị đẩy nó theo để mà bán giấy số chứ bây giờ mình không có xe rồi, chị ẩm, một tay ẩm rồi một tay chạy xe nhiều khi nó nguy hiểm. Dạ. Với lại chị đang bệnh nữa, tay chân nó run nữa, rồi chị ẩm bé hoài thì nó mỏi, đâu có ẩm nổi đâu đúng không? Dạ. Nhiều lúc là mình đâu có ẩm nổi đâu phải không chị? Không có ẩm nổi. Ẩm đi ngồi cái mệt cái thả bé ngồi xuống đất. Dạ. Con gái đừng có quậy nè con gái. Ngồi xuống. Rồi, con giữ em nha. Rồi. Là bình thường là mình đi bán số là mình ẩm bé theo hả chị? Ẩm bé theo. Mệt quá thì bắt đầu là ngồi xuống rồi hai. Dạ. Mẹ con nghỉ mệt hả? Ngồi xuống nghỉ mệt. Có khi nào mà ẩm không nổi mà tụt bé không? Có. Có. Giác một tay luôn. Giác một tay bên đây cái thả xuống luôn. Dạ. Mệt. Rồi chị ẩm như vậy á, rồi chạy xe sao? Một tay chạy xe, một tay ẩm luôn. Với chạy thì có cái dây ràng. Dạ. Rồi đôi lúc bé ngủ thì chạy một tay. Chạy. Dạ. từ từ. Chạy từ từ ha. Dạ. Rồi có khi nào mà mình ẩm cái tay mình mỏi quá, mình đi bán giấy số về cái tay mình nó bị giống như là bị nhức á, dở không nổi không? Dạ có. Ừ. Hồi xưa giờ là chỉ có cái cách đó là mình đi bán giấy số thôi hả? Dạ. Không có chiếc xe nôi gì hết phải không? Dạ không. Dạ. Bởi vì cô Mạnh Thường Quân này của bên Úc á, dạ, cô mới thấy như vậy á, cô mới gửi tiền về để cho. Dạ. Chị mua cái xe nôi á. Dạ. Để cho mà đi bán giấy số cho nó đỡ cực hơn chút xíu. Dạ. Rồi xíu là tụi em sẽ đóng tiền nhà trọ cho chị luôn. Bữa. Dạ. Trước là chị nói mình thiếu 2 tháng đúng không? Dạ 2 tháng. 2 tháng là nhiêu tiền ta?
Dạ, 2 tháng điện nước luôn là 700 mấy. 700 mấy ha? Dạ, 1 tháng là 700 mấy. 1 tháng là 700 mấy, 2 tháng là nó ra 1 triệu mấy. 700 mấy cho 700 rưỡi đi. Dạ, ha. Dạ. 2 tháng là nó ra 1 triệu rưỡi. Dạ. Trả cho chị 2 tháng tiền nhà trọ chị thiếu trước đó. Dạ. Rồi đóng thêm cho chị thêm 2 tháng nữa. Dạ. Là tổng cộng là 4 tháng. 4 tháng. Dạ. Dạ. Làm chú hết hồn con. Bữa trước anh em mình xuống bé ngủ cái khúc đầu ha. Bây giờ là thấy tỉnh táo chơi nói chuyện nè. Bữa nay là mình có đi bán vé số không chị? Dạ có, em bán hết rồi sáng. Bán hết vé số rồi hả? Dạ. À. Nay bán nhiêu tờ? Dạ 101. 101 chục tờ. Dạ, 110 tờ. Một mình chị hay là ba mẹ con đi bán luôn? Ba mẹ con đi bán luôn. À. Tại vì mấy bữa nay nó cũng đang mệt. Dạ. Chưa có khỏe hẳn. Chưa hết bệnh hẳn ha. Dạ. Ờ, bữa nay hết cái đầu đãi vậy ta. Ngồi xuống. Đúng rồi. Nay hết cái đầu đã ghê luôn á. Chú xíu dắt, dắt, dắt chú, chú đang đi đi hết cái đầu giống con nha. Dạ. Chịu không? Chịu. Anh Kiệt hết cái đầu giống gì không Kiệt? Chú hai anh em mình đi hết cái đầu giống Thành Nhân luôn. Con đừng phá đi. Ờ, cái danh sách Mạnh Thường Quân của bác anh chị thì chút xíu sau khi xong hết, mua đồ đạc xong hết á thì tụi em sẽ công bố ở trên video của tụi em luôn. Sẵn đó công bố cho chị biết luôn là cái tiền mà Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho mình nó được bao nhiêu ha. Chị, hoàn cảnh của chị là chị bé này là con của chồng trước, còn bé này là con của chồng sau ha. Là hai người chồng là đều bỏ hết, không có ai mà chăm lo cho mình hết. Dạ, không ai chăm lo. Rồi từ bữa giờ là có liên lạc gì không? Dạ không. Không liên lạc luôn hả? Dạ không. Chị có nghĩ là ảnh có coi được video của chị không? Có. Có hả? Nhưng mà có coi nhưng mà không có liên lạc. Tại giờ có vợ rồi. Có vợ. Có sanh em bé này. À. Có vợ sanh em bé là chồng sau hay chồng trước? Chồng trước á. Còn chồng sau thì không có liên lạc tới đâu. Chồng sau thì không có biết số điện thoại liên lạc của em. Dạ. Là coi như là mất tích mất tâm luôn rồi ha. Mất tích luôn. Bé Thành Văn thì 12 tuổi đúng không chị? Còn bé này là Quỳnh Anh đúng không? Bùi Ngọc Quỳnh Anh. Bùi Ngọc Quỳnh Anh. Dạ. 1 tuổi mấy? Dạ 13 tháng. Rằm này nó là được 14. Dạ. Chị là hỏi tên đầy đủ của chị là cái gì ta? Bùi Thị Hương. Bùi Thị Hương. Bé bé nhỏ này thì theo họ của chị ha? Dạ, Bùi Ngọc Quỳnh Anh. Dạ, còn bé lớn này thì theo lớn họ theo họ cha, Trương Thành Nhân. Dạ, à. Cả nhà ai cũng thấy là nhà mình ai cũng đẹp hết trơn á. À, chị cũng, nếu mà chị để tóc dài chị rất là đẹp á. Bé Thành Nhân cũng vậy nè, cười lên đây con. Ừ, có hai má lúm đồng tiền à. Cái những cái dây chuỗi này là mình thỉnh hay sao chị mà mình đeo cho bé vậy chị? Cái này là hồi đó làm chung ở trong căng tin bệnh viện, thằng em nó cho bé này. Rồi giờ bé này đeo chật rồi đưa qua cho bé này. Dạ. Là ở trong chùa, thỉnh trong chùa đó. Thỉnh trong chùa. Rồi con ngồi im được rồi. Là hai con dây này là một cặp luôn, thỉnh trong chùa luôn hả? Dạ đúng rồi. Hai bé đeo luôn á. Cái này cũng thỉnh trong chùa, cái này thỉnh. Cái này là bé đeo hồi 2 tuổi nè. Dạ. Còn cái này bé này em mới đeo. Mới đeo được 3-4 tháng này. Dạ. Không có phá. Chị đeo như vậy rất là tốt cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ đeo chuỗi thì tốt lắm. Dạ. Rồi. Giấy số là được 110 tờ hả? Dạ. 110 tờ là được chắc cũng 110 ngàn hả chị? Dạ được 121 ngàn. 121 ngàn hả? Dạ. Bây giờ hiện tại là mình vẫn gói đầu giấy số đúng không? Chứ dạ, đâu có rồi. Tiền vốn mà mình lấy giấy số đúng không? Dạ gói đầu giấy số. Dạ. Bán chỉ lấy tiền lời để ăn cơm thôi. Dạ. Như mua cháo cho bé. Dạ. Rồi cái tay chân của mình là còn run nhiều không? Dạ còn. Mấy bữa nay mệt chứ lắm. Dạ. Thở không có nổi.
Tại vì cái bú nó lớn ha, nó chèn ép mình. Hôm nay nó chèn lên tới đây rồi nè. Dạ. Tối là thở không được. Dạ, tối là thở không được. Tối là không ngủ được. Tại vì cái bệnh bú cổ này của bác anh chị, nó hành mình là nó kiểu như nó rút mình á, dạ. Làm cho cơ thể mình suy nhược và ốm yếu, rồi tay chân nó rung á, rồi nó chèn qua cái đường thở của mình, nó làm cho mình khó thở ban đêm. Dạ. Nó có nhức đau nhất gì không chị? Ngay cái chỗ bú á. Không có đau, không có nhức, dạ. Mà chỉ là phải ngồi quạt suốt, mồ hôi nó tuôn vậy. Dạ. Mồ hôi hoài à, ra mồ hôi ướt áo luôn á, chứ không có chịu đựng được, nóng trong người dữ lắm. Dạ. Còn những lúc đó là chị phải làm như thế nào? Chừng đó là nực quá rồi phải ngồi quạt suốt à, chứ không có quạt là chịu không có nổi. Gì mà con quậy quá vậy? Rồi mát rồi đó. Thôi. Bữa đó đâu có quậy đâu ba. Bữa đó im dữ lắm, im mà ta hôm nay sao quậy quá vậy? Rồi. Ơi lên đầu khoái kìa. Kìa kìa. Đó, vậy á. Hôm nay mình chơi ha. Thường thì hai nhà hai anh em chơi gì hả chị? Dạ. Cái tình trạng của mình hiện tại bây giờ là nó như thế nào, chị có thể kể rõ rõ hơn cái tình trạng của mình bây giờ được không? Có nghĩa là còn mệt hơn là mấy bà bầu luôn á. Nó cứ thượng lên tới đây nè. Là giờ đang mệt luôn. Nó cứ ép ngay cái tim. Thở không nổi. Nó chuyện không có ra tiếng. Dạ. Nó bị mất tiếng luôn rồi. Khản. Hôm trước là tụi em xuống là chị còn nói được. Còn nói được chị, hôm nay khản tiếng mệt quá. Vậy là có thể là cái bú cổ nó đang hành chị, dạ. Nó nặng hơn hôm bữa. Dạ. À, vậy thì xíu có gì là chị em mình đi khám bệnh cho chị luôn ha. Dạ. Hôm bữa là chị khám là cách đây bao lâu rồi? Cái bệnh án đó em coi. Lấy bệnh án xuống cho em coi thử coi. Mới đi khám 7 tháng 10 7 tháng 10 hả? Năm 2021 hay 22? Là mới đây nè. Còn cái này 21. 7 tháng 10 23 tháng 8. Cái phiếu kết luận đâu, phiếu kết luận của bác sĩ đâu chị? Kết luận của bác sĩ là đây. Hồi tháng 10 2022. Kết quả xét nghiệm nè. Ủa hồi 7 tháng 10 2022 hả? Thì mới đây mà mới khám này đúng không? Đúng rồi, cái này tháng 8 nè. À, này tháng 8 rồi cô anh chị. Tháng 8 này, là cách đây là khoảng là 2 tháng. Cái này tháng 8 siêu âm luôn. 2 tháng rồi. Còn đâu. Tháng 10 mới xét nghiệm đây đâu rồi. Bị nhiễm độc cường giáp nè cô bác anh chị. Siêu âm tuyến giáp, nhiễm độc cường giáp. Có một cái tháng 10 nữa em để đâu rồi? Tháng 10 là chị khám cái gì? Bú cổ luôn đó. Tại vì một tháng đi một lần. Mà bữa tháng 9 em mệt quá rồi. Nhỏ bệnh nữa rồi em không có đi được là em đi rạch hơn đáng. Ngày 7 tây tháng 10 nè. Bây giờ mình sẽ giải quyết từ từ vấn đề của chị mình ha. Xét nghiệm 7 tây tháng 10 nè. À, phiếu xét nghiệm sinh hóa rồi cô bác anh chị. Bùi Thị Hương. Dạ. Nhiễm độc giáp, cường giáp. Là tới 7 tây tháng 11 là đi khám lại đó. Đi tới 7 tây tháng 10 là cách đây là khoảng là mười mấy ngày. Dạ. Bây giờ là một xíu á, mình sẽ đi khám lại xem coi bác sĩ nói như nào, mình có mổ hay không ha. Dạ. Nếu mà mổ á thì mình sẽ coi bác sĩ khi nào sẽ mổ. Còn dạ. Nếu mà mổ chưa được á thì mình sẽ lấy thuốc về. Dạ. Nhưng mà mình uống từ từ để cho coi nó cái bú chị có thuyên giảm hay không. Dạ. Vì cái này bây giờ mình chỉ phải đợi cái chỉ định của bác sĩ thôi, mình mới biết dạ. Như thế nào mới tính được. Dạ. Cái này nếu mà mổ á thì phải qua bên trong 20 dạ. Điều trị nhanh. Còn ở đây là người ta chỉ cho uống thuốc là nhẹ thôi. Dạ. Còn 120 là uống thuốc khoảng chừng 6 tháng là nó gom lại là bắt đầu mổ được rồi. 120 dạ. Là bệnh viện của Tiền Giang á. Bệnh viện tỉnh bệnh Tiền viện, Giang đúng không? Dạ. Bệnh viện chuyên bên bú luôn á. Dạ. Hồi xưa giờ là mình vợ chị ở vòng vòng ở dưới Tiền Giang là Bến Tre thôi chứ đâu có lên bệnh viện của bú Sài Gòn không? Dạ không. Dạ. Rồi tạm thời như vậy đi. Bây giờ trước mắt là bây giờ là em sẽ trả tiền nhà trọ cho chị trước ha. Dạ. Bây giờ cô chủ nhà trọ đâu, bây giờ em nhờ chị mời cô chủ nhà trọ vô đây dạ. Giúp tụi em ha. Để em kêu.
Dạ con chào cô Năm nha. Rồi cô dạ. Chào con. Thì ngày hôm trước tụi con có xuống có gặp cô Năm á, cô Năm là chủ nhà trọ ở đây á. Rồi. Thì ngày hôm nay được sự chia sẻ của quý Mạnh Thường Quân á, ngày hôm nay anh em con tôi quay lại đây thì cũng có Mạnh Thường Quân ngỏ ý là sẽ trả tiền 2 tháng tiền nhà trọ lúc mà chị Hương chị Hiếu thiếu á, xong rồi gửi thêm 2 tháng nữa là tổng cộng là 4 tháng để cho 2 cái tháng sau cho chị ở đây chị không có còn lo cái tiền nhà trọ nữa hết cô. Nói chung là nếu mà Mạnh Thường Quân mà quan tâm tới mà trả tiền nhà thì cũng tốt, đúng là phải có thì nó mới trả, chứ còn không có cô cũng không có dám đòi nó. Yeah. Thì chừng nào nó có thì nó trả. Yeah. Nhưng mà thôi cô, cộng đồng mạng mà quan tâm tới cho thì cô nhận. Dạ. Yeah. Thì hôm trước thì cô có xem cái đoạn clip của tụi con đăng lên không? Có à. Coi. Ừ. Cô thấy là khán giả là rất là kiểu như là rất là ngưỡng mộ cô á, cô là một người tấm lòng không rất là đâu, tốt và giúp là, đỡ những người ở đây. Đó là con người bình thường, mình đối xử với nhau là bình thường mà không có gì hết. Nói chứ người ta cũng là con người, mình cũng là con người, thì mình cũng có một cái sự thông cảm sẻ chia. Ừ. Tính ra là chị Hương là cũng may mắn á, thì có thể là ở được cái chỗ này, kiểu như là bây giờ là mình ở an cư trước rồi mới lạc nghiệp được. Chứ nếu mà chị không ở được chỗ này đi chỗ khác thì cũng bị người ta đuổi đó thôi. Cô nói rồi, cô nói là không ở được chỗ này thì không có chỗ nào chứa nó nữa. Cái đó cô nó khẳng định mà tất cả mọi người, cô có 17 phòng trọ ở đây, mọi người đều nói như vậy. Dạ. Nếu mà mày không ở được chỗ này á, là mày không thể ở chỗ nào được. Đó, bà này bà tốt lắm, bà tốt bụng lắm. Nhiều khi nhà trọ ở đây nhiều người thiếu 2-3 tháng, bình thường. Dạ. Tức là họ khó khăn, cô vẫn cho thiếu bình thường, không có... Chưa bao giờ cô phải đi đòi tiền nhà. Dạ. Người ta có là người ta mang, người ta trả. Mình đối xử rất đàng hoàng, họ không bao giờ họ bỏ mình. Yeah. Nên là cô, cái quan điểm của cô là vậy. Yeah. Rồi thì con cũng xin phép gửi tiền cho cô luôn nha. Rồi. Là cái tiền nhà trọ là bao nhiêu cô là... cô nói gõ lại cho cô. Tiền nhà là 450 một tháng. Yeah. Còn tiền điện với tiền nước là khoảng 300, nó xài khoảng 300, tức là tiền điện 150, tiền nước 150. Yeah. Là một tháng như vậy là khoảng 750. Thì 2 tháng thiếu là 1,5 triệu. Đó. 2 tháng thiếu là 1,5 triệu ha. Đúng rồi. Rồi tính thêm 2 tháng sau nữa là... Là 3 triệu. 3 triệu. À. Rồi tháng sau chắc cũng chị cũng xài như vậy ha. Dạ. Chứ đâu có thêm gì nữa. Không có thay đổi gì. Không có thay đổi, hoặc là tụt xuống còn chừng mấy 10 ngàn, 20 ngàn. Dạ. À, đây là số tiền 3 triệu con gửi cho cô Năm ha cô Năm. Rồi. Cô Năm đếm là có đủ không ha? Rồi. Rồi cô đã nhận đủ 3 triệu. Dạ. Là tiếp tục Hương ở tiếp 2 tháng nữa. Dạ. À, thôi nói chung là nếu mà... Ở 2 tháng nữa mà nếu mà thấy cố gắng các Mạnh Thường Quân này đã hỗ trợ nhiều mặt rồi thì mình cố gắng làm ăn để mà có tiền. Nói chứ đến một lúc nào đó mình cũng phải tự lực cánh sinh. Dạ đúng đó, rồi. Thì cô cũng nghĩ vậy. Mạnh Thường Quân rồi, thì chỉ giúp trong cái lúc này là giúp đúng rồi. Cho mình cái lúc mà mình ngặt nghèo bây giờ. Dạ. Mình đang rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, mình không biết đường nào mình xoay sở. Đó, giải quyết trong cái lúc khó khăn thôi. Còn lúc mà gõ được rồi á, thì cũng phải tự lực cánh sinh, cô theo cô nghĩ vậy. Dạ, thì mình cuộc sống của mình phải vươn lên. Mình tự quyết định, mình tự làm nghị lực của mình tự kiếm tiền, mình tự sống. Chứ đâu có ai sống giùm cuộc sống của mình đâu. Mạnh Thường Quân thì chỉ giúp cho chị cái lúc này thôi. Tại vì lúc em giờ em bệnh em hết đường cùng. Dạ. Em cũng cảm ơn bà cô Năm chủ nhà. Cảm ơn hai anh YouTuber của Cam Đinh đăng lang thang. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, ông bà, cô, chú bác, anh chị trong và ngoài nước gần xa. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm. Dạ. Con, mẹ con cảm ơn nhiều. Con cũng biết nói gì không? Rồi hôm bữa giờ cô Năm có còn nghe chị có ý định mà tự tử gì nữa không? Hôm nay hết rồi, không nghe nữa mà cô nói rồi. Dạ. Cô mà còn nghe một lần thứ hai là đi ra khỏi nhà luôn. Dạ. Cô nói vậy đấy, là cô không có chứa nữa đâu. Dạ. Tại vì cô sợ cái vụ đó lắm, cô kỵ cái vụ đó lắm. Mà tới cả cái chuyện mà đánh đập con ha, chửi con cũng vậy, nó là cô cũng không chứa đâu. Ở đây nhà này là không có cái đó. Nên là phải làm sao mà mẹ con phải êm thấm, rồi chỉ bảo nhau làm ăn, rồi bệnh hoạn thì lo, có mọi người ở đây giúp đỡ. Dạ. Nói chung là khi bệnh thì kêu mọi người đưa đi bệnh viện hay gì là ở đây người ta sẵn lòng lắm. Dạ. Người ta giúp đỡ. Dạ. Thì bây giờ là chị ở đây cũng nhờ bà con xóm diện đây, cũng đúng nhờ rồi. Cô Năm dòm ngó, có gì thì mình có thể là mình giúp đỡ rồi cho chị. Nói thật con á, sáng nào cô cũng mò qua, cô thấy đóng cửa là cô gõ cửa. Cô lôi cái kia ra cô ngó vào xem mẹ con nó sao, lỡ có chuyện gì trong nhà. Sáng nào cũng qua đấy, qua là gõ cửa, mày dậy chưa Hương?
đấy, là ngó vào đó. Dạ. Để thăm chừng đấy. Bây giờ chị còn ý định đó không? Dạ không. Không có nha, đừng nghĩ tiêu cực, đừng nghĩ tầm bậy bạ nữa nha. Dạ. Bây giờ là nói chung là cũng từ từ công việc của mình, mọi thứ nó sẽ êm thấm, nó sẽ bình thường lại. Dạ. Nó không còn khó khăn như xưa nữa. Thì những cái suy nghĩ tiêu cực đó mình bỏ đi, mình suy nghĩ tích cực. Bây giờ mình cố gắng mình làm để mình lo cho hai đứa nhỏ đi. Dạ. Vì hai đứa nhỏ đi ha chị. Dạ, em vì hai đứa nhỏ, với em cũng cầu mong em mổ được cái bú cổ thành công. Dạ. Em mổ được bú cổ xong là em sẽ khỏe, rồi em sẽ đi làm được nuôi hai đứa con lớn lên thành người. Dạ. Dạ. Thì cái chuyện bú cổ thì chút xíu có thể là mình sẽ gặp bệnh, gặp bác sĩ rồi coi. Dạ. Cái bú của chị nó như thế nào, bú. Dạ. Lành hay là bú ác, có. Dạ. Mổ được không, hoặc là cái chi phí nó bao nhiêu. Dạ. Rồi lúc đó là mình mới tính tiếp được hả chị. Dạ. Dạ. Rồi tụi con thì cũng cảm ơn cô Năm rồi, nha. Rồi không có gì. Dạ, cô cũng cảm ơn hai đứa tụi con rất nhiều, cũng như đã rất là nhiệt tình xuống đây để giúp đỡ mẹ con của Hương. Dạ. Cô thấy là mừng lắm, cô mừng lắm. Dạ. Không có gì là giúp được những cái người trong cái lúc khó khăn về. Dạ, nói chung là tụi con có mặt ở đây, nói chung tất cả mọi thứ là đều là cái duyên thôi cô ơi. Ừ, đúng rồi. Cái duyên đến với mẹ con của chị Hương á, thì chị Hương, mẹ con chị Hương đón nhận. Dạ. Nếu mà bây giờ không có duyên nữa thì bế tắc cuộc sống biết như thế nào. Chịu thôi. Dạ rồi, con cảm ơn cô Năm nhiều ha. Thì bây giờ là cảm ơn nha. Dạ bây giờ là chắc là chị em mình đi mua xe noi hả chị? Dạ. Dạ rồi. Ở mua xe noi xa không ta? Từ đây lên đó ra. Dạ. Ô bây giờ nếu mà 5 giờ là người ta đóng cửa đấy nha. Tức là bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ mới đóng cửa. À vậy hả? Dạ. Ở ngoài thiếu gì mấy cái hàng lớn ở nhà ngoài đấy. Rồi bây giờ thì mình tranh thủ mình đi ha, nếu mà đóng cửa. Trên đường đi. Hai con lỗ tai đã quá trời đã luôn rồi anh kịp. Sao? Chú cho con đi theo hai chú làm YouTuber giúp người với hai chú vậy? Để mốt con có gì con làm y như từ thiện, mà con làm giúp người này người kia giống như hai chú vậy. Hai chú giúp mẹ con vậy. Con ước mơ là vậy hay sao? Đúng rồi, ước mơ làm YouTuber. Tại sao thích làm YouTuber? Muốn giúp người à? Đúng rồi. Con thấy cái công việc đi giúp người này người kia như vậy con thích hả? Nhưng mà làm gì không có tiền đâu nha. Thì đó, con giúp người ta mà. Ừ. Con giúp người ta, ví dụ như con giúp người ta rồi ở nhà mẹ con thì không có đi làm được, sao giúp được. Mấy chú đi làm mấy chú bỏ tiền túi không á, mấy chú đâu có tiền đâu. Có tiền mà ít tiền lắm. Ôi con gái kìa kìa, dỗ em khóc kìa. Nước lạnh nhát rồi đúng không? Cái xe bữa mình chuột về đó chị? Dạ đó anh, năm 277 đó. Đây ha. Dạ. Dạ. À, chia sẻ với cô bác anh chị, ngày hôm trước anh em mình xuống có gửi cho chị là 2 triệu. Chị nói là lúc đó là cầm chiếc xe, không có chiếc xe để mà đi bán vé số. Thì sau đó thì chị đã chuột chiếc xe về rồi. Thì đây là chiếc xe của chị nè cô bác anh chị. Bình thường thì hai mẹ con sẽ đi bán vé số và chạy như thế này nè cô bác anh chị. Cười á con gái. Em bốc bệnh án luôn nha. Em bốc số chút nữa đi khám á. Này cô bác anh chị, hai mẹ con đi bán số để chạy trên một chiếc xe như thế này. Đứa bé thì ngồi ở trước. Chị Hương chỉ chạy khá là chậm cô bác anh chị, vì cái biến chứng của bú cổ là tay chân nó không hết. Đây là cô bác anh chị, thì bây giờ anh em mình đã tới cái chỗ mà mua cái xe nôi cho bé rồi. Tính mua xe nào chị? Xe trên đó đó hả? Xe đó là chị nói là bự nhất rồi phải không chị? Dạ. Dạ. Nó có hình như nó có mấy loại, hình như loại từ 0 đến 1 tuổi. Từ 1 tuổi đến 3 tuổi. Sơ sinh xài tới lớn được luôn. Sơ sinh xài tới lớn luôn. Thì nằm với ngồi luôn. À. Đâu mình lấy xuống mình coi thử dạ, ta. Anh chị, đang lấy á. Chị chịu cái đó không? Dạ, chị chỉ hai cái đó, em lấy cái màu xanh á. Hai cái ngoài bìa đúng không? Dạ đúng rồi. Là cái màu đỏ với cái màu xanh là dạ. Bây giờ là hợp với bé. Dạ. Giờ mình tính lấy cái màu xanh thôi. Em lấy cái màu xanh. Cái đó giá bao nhiêu vậy ta? 1.350.000. Ồ, nặng không? Ồ, đảo gì ta, đẹp quá vậy? Có nhạc luôn hả?
Thì sao khóa em con gái, giờ vô thử coi. Giờ thử coi, ngồi thử coi được không? Vô nha. Thôi mê luôn rồi. Cậu thoải mái lắm. Mê luôn rồi. Chị bé nằm cũng được, nằm. Nằm thì làm sao chị? Chị dính bé nha. Dạ. À. Ồ, bán đồ ở trước kìa ông chủ ơi. Ồ, chiếc xe màu xanh này rất là đẹp luôn á cô bác chị. Dạ, giá của nó là 1.350.000. Dạ. Giờ lấy cái này đi ha anh. Thấy sao? Giờ thấy sao? Được không? Dạ. Có hợp không? Bây giờ mình coi kỹ nó nghe coi có hợp không? Dạ, rồi đó anh. Dạ. Dạ. Rồi bé nằm thì sao? Nó mệt quá nó nằm. Vậy là nằm rồi đó. Nằm xuống đó luôn á hả? Dạ, cái này là có cái gối rồi nằm xuống ngủ luôn rồi đó. 2 giờ đây rồi. Khoái rồi. Nhạc nào bác nhạc lên coi. Nhạc chưa có để pin. Cô chưa để pin. Rồi, quá im rồi. Rồi. Đẩy thứ rồi được anh chị nhẹ không? Dạ, nhẹ anh. Ừ. Mình đẩy đi bán số vậy ha? Dạ được ạ. Giờ có xe này bé ngủ cũng khỏe nữa nè. Ngủ cái che đó là được. Dạ, cái này. Che thử coi. Che cái này. Đó. Ờ, đó rồi, chầm mất tiêu luôn rồi. Kiếm. Rồi vậy là quyết định lấy cái này ha. Dạ. Chị thấy sao được không? Dạ được. Rồi, vậy thì lấy cái này đi. Dạ. Có bớt không anh chị? Ờ, bớt đi, bớt cho tụi em mua cho chị này cũng giúp đỡ chị này thôi. Ha. Tại em chú này, chú này chị chủ này quen nha. Không phải chủ luôn hả? Đây là một chồng không. Chị chủ là hay bớt 50 đó. Để khỏi chủ em. Dạ. Giảm giá đi. Cho người em cũng làm từ thiện không mà. Như như chị nha. Dạ. Ở dưới đây mình để đồ luôn hả? Để đồ hả chú? Để đồ dơ á em. À. Đồ dơ để đây. Cái này để giờ hai người. Kiểu như em bé nào mà chân dài quá để thẳng giò hả? Còn cái này là có pin mà mới nhạc không? À, chú gắn pin vô thử luôn coi. Coi nó có lên nhạc không? Rồi bấm coi. Dạ. À, để tôi gấp lại cho. Dạ em biết rồi chị. Cái này cộng cái đai, còn cái mùng này chị gắn làm sao giùm em coi. Rồi sướng quá rồi, bữa nay chị Quỳnh Anh sướng quá rồi. Phải à. Con cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều. Bóng tới đâu. Dạ. Bấm dây dừa nè, bấm quá sức cái nút luôn ạ. À. Là phủ vậy hả? À là lúc ngủ là phủ vậy đúng không? Rồi rồi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Rồi. Rồi vậy. Dạ. 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 Dạ, cái này đâu có cái đồng hồ hả? Dạ. Cái này là lấy cái này luôn. À vậy thôi, thì lấy cái này cho em đi. Nhờ công trả giá được lời 30.000. Rồi ra luôn, ra luôn. Xe này. À, chút tối chị ạ. Dạ. Anh buộc ra vừa nha, để cho em ngồi. Rồi bây giờ gàn lại cái nữa là xong rồi chạy về. Dạ. Chắc chưa, chắc chưa? Thôi, chạy cứng luôn rồi. Dạ đâu có không được nè, cái này của em. Ây da, rồi ráng luôn á. Ráng được không? Rồi ráng được rồi. Rồi. Rồi bây giờ là mua xong rồi có anh chị, bây giờ là chị Hương sẽ chở bé về, chị chở cái này về ha. Dạ. Rồi chạy từ từ nha. Dạ. Đừng, chạy từ từ thôi. Anh nhìn giùm em coi có rớt không nha. Em về trước thôi, em đi từ từ á. Quá trời xe luôn. Ờ, ngày hôm nay là vào buổi chiều đưa lên xe hơi đông của bác anh chị. Ok, bây giờ anh em mình cũng đi theo chị Hương để về nhà của bác anh chị. Tới nhà thì anh em mình sẽ quay tiếp cho cô bác anh chị xem nha. Trời ơi nó chật. Tới nhà rồi. Tới nhà rồi. Khoan từ từ để mẹ mượn cái dao. Chạy vô lấy cái dao đi. Con vô nhà lấy cái dao hoặc là cái kéo ra để cắt dây con. Dao kéo để cắt dây. Đi đi. Đây có con gái đây. Rồi vô ngồi luôn nè con gái.
Xe mẹ để đi em đi bán á. Hồi nãy Tăng đưa lên sao quên này anh Tăng. Chị bật xuống thôi, bật xuống là xuống à. Bật ừ, sao? Đó đó, ờ bật xuống vậy đó. Rồi. Vậy hả? Đẩy này xuống, đẩy xuống. Rồi sao nữa? Cầm ở đây, đẩy xuống. Từ 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 đây nè. Khoan từ từ, hồi nãy là đẩy. Đó, 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 đó. À. Đó. Rồi vậy là rồi hả? Ừ. Chưa chưa nó chưa dính. Ừ, nó gài gài vô nó còn đừng kẹt tay nha. Gài vô hai cái cây sắt. Rồi rồi biết rồi, khoan 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 bên. Vậy là phải phải kéo lại mới được. Được chưa? Anh đang làm giùm em coi. Vậy là gắn cái này vô trước rồi mới mới ấy lên hả? Đó, rồi đó, một bên rồi đó. Phải mạnh tay. Đây là phải đẩy vô, đẩy vô nó mới lên được. Rồi, xong. Rồi, thả này xuống. Rồi. Rồi, lên ngồi coi. Rồi, lên, đỡ cho em lên đi coi. Rồi, đó. Rồi. Đó. Rồi, đẩy thử coi. Nè. Ôi, đã dữ ta. Thôi. Ấy, làm. Rồi. Rồi, mẹ con cảm ơn nhiều. Cái lưới mạng á, cái mụn. Bởi cái mụn. Cái mụn. Khoái không? Đã không? Xong rồi đó. Ừ. Khoái rồi, nó khoái. Nhảy vậy. Nhảy luôn à? Trời ơi. Ở đạo, ơ, đang nữa nè. Mà, thấy, biết chơi rồi. Bye bye. Để em đi chơi này cô bác gì? Từ từ nha con. Để nó để nó lật cái ấy em ạ. Rồi. Đi lên trên đó là từ từ nha. Chút nữa về mẹ. Để chơi coi. Rồi để lên từ từ. Ôi trời con quên nữa trời. Đi. Thấy chị mệt quá chị Hương. Dạ thì anh em mình mới đi mua cái xe nâu về cho bé của bác anh chị. Thấy chị Hương chị mệt quá thở nè. Rồi quá trời đổ mồ hôi nữa nè. Vậy trong người mệt lắm hả? Đi một chút gì mệt hả chị? Rồi chị mà đi bán vé số cả nguyên một ngày luôn thì sao chịu nổi. Dạ. Dạ. Bởi vì cục bú ở trong người nó hại nó rút sức khỏe lắm cô bác anh chị. Thì nãy giờ anh em mình có những cái vấn đề ở chị là thứ nhất là mình mua cái xe nôi đã xong rồi ha. Cái thứ hai là em đã đóng tiền nhà trọ của tiền mạnh của mạnh thường quân á, phải đóng tiền nhà trọ cho chị thêm 2 tháng nữa và trả cho 2 tháng nữa là 4 tháng rồi. Bây giờ là chị ở đây là 2 tháng tiếp theo là không cần đóng gì hết ha. Giờ em sẽ trao cái số tiền tất cả của mạnh thường quân gửi cho chị luôn để cho chị có thể là có cái số tiền để mà ăn uống rồi bồi bổ sức khỏe rồi chừa lại cái phần tiền mà mình nếu mà mổ được á mình sẽ mổ ha. Rồi bây giờ thì Đăng cũng xin phép được đọc tên của những mạnh thường quân trước giờ đã yêu thương và gửi những cái phần tiền về cho chị Hương với lại hai đứa nhỏ. Là đầu tiên á là cô giấu tên ở bên Úc là gửi 20 triệu. Chị Phượng Lê ở Mỹ 100 đô. 100 đô em đổi ra được 2 triệu tư nha chị. Chị Trần Diễm 1 triệu. Chị Quanh ở Đài Loan 3 triệu. Chị Ngọc 3 triệu. Chị Ngọc 300 ngàn, xin lỗi. Chị Nguyên 2 triệu. Chị Văn ở Hóc Môn 1 triệu. Tổng cộng cái số tiền mà Mạnh Thường Quân gửi về á, là gồm 7 Mạnh Thường Quân. Và cái số tiền tổng cộng em nhận được là 29 triệu 700 ngàn nha chị. Dạ. Hồi nãy thì mua cái xe noi hết là 1 triệu 3. Với lại trừ đi cái tiền mà nhà trọ là 3 triệu. Dạ. Là trừ đi là 4 triệu 3 đúng không chị? 4 triệu 3. Rồi chị trừ giùm em ơi, 29 triệu 7 trừ 4 triệu 3 là nhiêu? Không biết chênh lì luôn. Không biết luôn hả? Sao vậy? Học yếu dữ lắm. Rồi vậy đó, bán cái số bị ta gạt hay sao? Em lấy máy tính không à, tại hồi đó học tới lớp 5 nghỉ rồi. Nó thì rồi đó. Nhiêu? 29 trừ 7 trừ 4 trừ 3 hả? Ừ. Bình thường là bán máy tính vậy đó hả? Dạ.
25 triệu 400. 25 triệu 400 ha. Dạ. Rồi. Thì bây giờ số tiền còn lại là 25 triệu 400 ngàn. Đăng sẽ trao cho chị Hương luôn. Dạ. Số tiền này chị để dành để mà xem cái bệnh của mình như thế nào để mình mổ bú cọn ha. Dạ. Rồi, bây giờ cũng như là cuộc sống của mình là cũng ổn định rồi. Dạ. Rồi, cố gắng sống để mà lo cho hai đứa nhỏ. Dạ. Đừng có cái ý định mà từ bỏ cuộc sống này rồi tự tử hay là như thế nào đó. Dạ. 25 triệu 400 ngàn. Dạ. Rồi, bây giờ điểm từng triệu ha, để dạ, cho chắc ăn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mệt quá. Đứt hơi cô bác anh chị. 20 rồi ha. Dạ. 21, 22, 23, 24, 25 triệu. Dạ. 400 ngàn đúng không? Dạ. 1, 2. Thế dư rồi đó. 25 triệu 400 dạ, ngàn. Dạ. Rồi đủ ha. Dạ. Có cần điểm lại không? Dạ khỏi. Rồi, thì Đăng cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú mạnh quân đã gửi tiền về ủng hộ cho chị Hương. Dạ. Thì em cũng cảm ơn bà chủ nhà trước tiên là sau này anh hai anh YouTube của kênh Đăng Lang Thang. Rồi sau đó Kiệt Long An. Dạ, anh Kiệt Long An. Dạ. Em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân với nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Cảm ơn bà cô chú anh chị đã giúp mẹ con em lúc khó khăn này. Lúc túng quẩn quá em không biết làm sao, cũng chân thành cảm ơn nhiều. Dạ, bây giờ chị hứa với Mạnh Thường Quân là bỏ cái ý định tự tử ha. Dạ, em cũng cầu mong là em mổ được bú cổ xong là em khỏe rồi, em không có nghĩ dại dột gì nữa. Dạ, dạ. Mình sẽ nghĩ dại dột gì dạ, nữa. Để nuôi con lớn thành người. Tại vì bây giờ cái bú cổ đang hành chị, sức khỏe chị rất là yếu. Dạ. Khi cái tinh thần của chị mà chị nghĩ không có lo được cho hai đứa con á. Dạ. Rồi kiểu như nó bị khủng hoảng á chị. Dạ đúng rồi. Bây giờ là có thể là nếu mà mổ được cái bú cổ thì mình mổ nó cho xong rồi sức khỏe mình nó từ từ ổn định lại. Dạ. Bây giờ cứ khám bác sĩ đi, coi bác sĩ nói như thế nào. Dạ. Nếu mà không mổ được á thì mình có thể là đắp thuốc hoặc là uống thuốc như dạ, thế nào đó. Dạ. Nếu mà đắp thuốc được á thì em sẽ liên hệ cho cái vị thầy ở dưới Đồng Tháp á. Dạ. Cái vị đó cũng đắp thuốc rất là hay. Đắp dạ, thuốc ở trên cổ mình nè. Dạ. Đắp ở trên đó là nhiều người đã đắp hết rồi. Dạ. Nhưng mà tới mình á thì không biết cái cơ địa của mình như thế nào. Dạ. Cái em giờ là cũng như là nói mệt nè. Dạ. Khản tiếng, mất tiếng rồi đó. Mất cái giọng nói của em nè. Dạ. Giờ em để chúng em đi khám coi sao. Dạ. Dạ. Bây giờ là chị Hương là thở khó nè cô bác anh chị. Tay chân run rồi cái giọng nói gần như là nó bị khào, nói là không có nghe nữa. Dạ. Thì còn bây giờ thì Đăng cũng xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã gửi những tình yêu thương đến cho chị Hương cũng như hai đứa nhỏ. Bây giờ hai đứa nhỏ thì nó có được cái xe nồi, nó đi chơi nó vui quá rồi cô bác anh chị. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã yêu thương và luôn ủng hộ hai anh em Kiệt, anh Kiệt Long An và Đăng. Chở em về này cô bác anh chị. Đây, cái nhân đây. Chú chào con nha. Dạ. Hôm nay chơi cái đầu đã với ta. Đi ra tới tốt ngoài lộ xong mình về. Ừ. Đi chợ về. Có chiếc xe mới ha, rồi bắt đầu đẩy em đi ra tới lộ quay về ha. Dạ. Sao đẩy xe thấy sao? Êm không? Êm. Êm ha. Êm tai. Êm tai ha. Mai dạ, mốt là có cái xe nó đẩy em đi chơi ha. Dạ. Ừ. Mẹ đi bán vé số cũng đỡ ha, không dạ, còn ẩm em cực nữa ha. Dạ. Hết cái đầu ở đâu vậy? Hết ở ngoài gần bụng bên mũ. Ừ. Nhiêu tiền? Hết không tốn tiền. Vậy ha. Dạ. Ừ. Dắt chú đi hết được không? Dạ. Bé Nhân này thì lớn lên chắc đẹp trai lắm á, cười lên coi, có 2 đồng tiền đúng không? Ui đây nè, đồng tiền của bác chị, đã ghê luôn á, đổ tay là đổ tay Phật nữa. Hồi nãy chú có trao tiền cho mẹ á, dạ, sao
là cô chú giúp cho mẹ mổ được cái bú cổ á, sao dạ. Con vui không? Dạ vui. Ừ, giống như là cái mong muốn ước mơ của con là mẹ có cái sức khỏe lại á. Ừ. Ừ, bây giờ là một cái ước mơ đó được hình thành, được hiện thực rồi. Rồi bây giờ là còn cái việc con đi học nữa thôi ha. Dạ. Giờ cô chú nào mà có thương giúp con đi học một cái nữa là mình quá mừng ha con. Dạ. Ừ. Là mẹ giờ là mẹ sắp được mổ bú cổ rồi, con vui ha. Dạ vui. Vui rồi nói sao với cô chú à? Cô chú giúp mẹ con nói sao với cô chú à? Dạ. Đầu tiên là con cảm ơn bà Năm đã cho mẹ con ở đây. Hai là con cảm ơn cô chú bác trong nước và ngoài nước. Với con cảm ơn chú YouTuber đang lang thang đã giúp mẹ con với con biết ở trong lúc lá đăng. Biết dạ. Tên chú luôn hả? Dạ. Xong cảm ơn chú Kiệt nữa, chú Kiệt Long An nữa kìa. Chú Kiệt Long An cũng giúp con nữa đó. Dạ. Con cũng cảm ơn chú Kiệt Long An nữa. Cô chú rất là thương con á. Hồi nãy chú có trao tiền cho mẹ là 29 triệu lận á. Dạ. Lớn không? Con thấy lớn dạ, không? Dạ nhớ. Vui ha. Dạ vui. Rồi thì bé nó rất là ngoan luôn cô bác anh chị. Rồi thì đang cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều đã yêu thương gia đình. Bây giờ mà có ai mà giúp con đi học nữa thì quá là mừng luôn hả con? Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn con nha. Rồi chú cũng về luôn nha con. Dạ. Rồi bye bye chú nha. Bye bye con. Bye bye con, bye bye cô chú đi. Dạ con bye bye mọi người, cô chú bác đang xem video.